theo thường lệ thời điểm giữa mùa đông đây là khoảng thời gian liên tục có các đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa cho khu vực miền núi cao đặc biệt đối với các huyện biên giới như kỳ sơn tương dương quế phong nơi có địa hình phức tạp độ dốc cao nên thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc kéo dài trong cả ngày lẫn đêm sương mù tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới đặc biệt là thời điểm không khí lạnh liên tục tăng cường vì vậy người dân khi tham gia giao thông ở khu vực này cần chú ý quan sát hạn chế tốc độ chủ động xử lý tình huống hạn chế thấp nhất việc va chạm giao thông